Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Quý vị đang xem kênh của Bi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để có những video sớm nhất từ Bi. Và hôm nay Bi xin giới thiệu tới quý vị một con đầu đĩa của hãng Tiết với màu đen ZD900 nha quý vị. Bây giờ Bi sẽ quay cảnh cảnh phía trước và phía sau cho quý vị cùng xem con đầu đĩa này. Con đầu đĩa còn rất là đẹp quý vị ạ. Màu của nó là màu gold nha quý vị. Hai má gỗ hai bên và size của nó là size 47,5, chiều ngang của nó là 47,5 quý vị ạ. Nếu như ai đang có một con âm ly thì giống con âm ly của Bi có má gỗ thì Bi thấy để vào con đầu đĩa này rất là hợp, rất là tuyệt vời phải không quý vị, về độ thẩm mỹ rất là cao. Và bây giờ Bi thử mở đĩa cho quý vị xem, đọc rất là nhanh, chạy rất là ok ạ. Này, cái hộp bỏ đĩa đây, quý vị xem nha. Bây giờ bỏ vào, rồi quý vị xem nó nhận bài nha. Rồi, nó lại lại đi. Wow, rất là nhanh, khoảng tầm 1 giây thôi. Rồi bây giờ Bi sẽ quay lại phía sau và con đồ đĩa này đã được sản xuất tại Japan, Made in Japan nha quý vị. Sử dụng điện 100V. Bi đang quay ở phía sau cho quý vị xem. Và con đầu đĩa này thì Bi đang bán với mức giá là 4.500.000 một đầu đĩa màu gold rất là sang của hãng Tiết với model là ZD900. Nó có chuyển bài đây, bật bài đây, rồi cái này là qua bài. Wow, cảm ơn tất cả quý vị đã xem kênh của Bi. Quý vị hãy nhớ nhấn nút share và like cho Bi để Bi có động lực hơn. Và trước khi nói lời tạm biệt thì Bi mời tất cả chúng ta hãy cùng thưởng thức một bản nhạc. Một lần
xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ướt vai người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đồ, bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dẫn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở thường ngày thường cho lúc đời chờ, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng